kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi diễn biến của trận bóng chuyền hơi nữ. Trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi tranh cúp Nữ Trúc năm 2022. Trận đấu diễn ra giữa các vận động viên nữ câu lạc bộ Ba Vì và câu lạc bộ tổ 15 Yên Nghĩa. Các vận động viên Ba Vì trong trang phục áo màu vàng nhạt phía gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi. Bên kia sân là các vận động viên của tổ 15 Yên Nghĩa trong trang phục áo màu vàng đậm. Điểm số trên sân đang tạm thời nghiêng về câu lạc bộ Ba Vì, điểm số là 8-1. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Trọng tài bắt đôi dính bóng của vận động viên Ba Vì. Điểm số cho tổ 15 Yên Nghĩa, điểm số 28. Bóng chưa qua lưới và là bóng của số 7 Ba Vì. Điểm số cho Yên Nghĩa 3-8. Chắn bóng thành công của Ba Vì. Vậy là điểm số là 9-3. Thêm một điểm số nữa. Như vậy là điểm số cho câu lạc bộ tổ 15 Yên Nghĩa. Điểm số 4-9. Của số 9 Ba Vì. Bóng đã chạm tay vận động viên số 8 tổ 15 ra ngoài. Điểm số cho Ba Vì 10-4. Trọng tài xác định bóng ở trong sân. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa, điểm số là 5-10. Số 3 của tổ 15 Yên Nghĩa cũng đã nỗ lực phòng thủ nhưng bóng đi ra ngoài. Bóng lật lưới, vẫn trong cuộc. Tuyệt vời. Số 9 Ba Vì đã có một pha tấn công tốt. Bóng chạm bật chắn của tổ 15 Yên Nghĩa ra ngoài sân. Và điểm số là 12-5. Bóng của số 9. Điểm số Ba Vì là 13-5. Phát bóng ghi điểm trực tiếp, điểm số cho Ba Vì 14-5. Trên sân số 3, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả đang trận đấu đổi điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa 6-11. Một trận đấu diễn ra rất hay. Một chiều. Chuẩn một chiều.
những trọng tài của bà vị Giang Hoài Sơn. Điểm số là 74. Bà vị phải xin hữu ý lần đầu ở trận đấu này. Đã hết thời gian hữu ý, mời hai đội trẻ này sân tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Đội tuyển 15 phát bóng. Xử lý của số 7, Ba Vì không qua lưới. Điểm cho Yên Nghĩa. Điểm số 84, khoảng cách là 6 điểm. Rất tốt. Đội hiểm cho xã Ba Vì 15, 8. Số 9, Ba Vì ở trận đấu này đã thi đấu rất hay từ kể từ khi trận đấu mới bắt đầu. Liên tiếp là những tình huống đập bóng khó chịu khiến cho đội 15 Yên Nghĩa không có cơ hội để trở tay. Chặn bóng rất tốt của Ba Vì. Đập bóng của đội 15 Yên Nghĩa. Điểm số 9-15. Bóng ra ngoài sân. Điểm cho đội 15. 10-15. Điểm bóng cho đội diện. Các quý vị và các bạn đang theo dõi trên sân số 3 trận đấu giữa hai đội. Bóng xử lý khéo léo của số 9 Bà Vị đưa bóng về khoảng trống vị trí biên 4. Và tất nhiên rồi, số điểm số 16 là điểm cho Bà Vị. Đưa bóng không qua lưới, điểm cho đội xã Bà Vị 17. Bà Vị có điểm số thứ 17, điểm số trên sân là 17. Phả bóng. Vận động viên số 4 Bà Vì xử lý bóng qua lưới đã để tay chạm lưới rồi. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa 11-17. Khá dài từ kể từ đầu trận đấu cho tới bây giờ. Rất tiếc. Và đập bóng tốt. Tổ 15 Yên Nghĩa đã không theo kịp pha bóng vừa rồi. Điểm số. Điểm cho Ba Vì 18-11. Thêm điểm nữa. Ba Vì có điểm số thứ 19 rồi. Còn 2 điểm nữa thôi. Nghĩa là bóng không qua lưới. Điểm số cho Ba Vì, điểm số 20-11. Và tất nhiên là trận đấu đầu tiên đã nằm trong tầm tay của các vận động viên nữ Ba Vì rồi. Bóng ngoài sân. Vậy Ba Vì có điểm số thứ 21. Và trọng tài bắt lỗi vận động viên của Ba Vì. Có vẻ như đã chạm lưới trong tình huống bóng vừa rồi. Như vậy điểm số cho Yên Nghĩa, điểm số 12-20. Bóng ra ngoài sân. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa 13-20.
pha bóng rất đáng tiếc cho các nữ vận động viên của tổ 15 Yên Nghĩa. Nếu như không vừa khán giả thì đã có cơ hội để cứu bóng trở lại sân rồi. Nhưng cuối cùng thì tình huống cứu bóng không thành công. Như vậy ba vị đã giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với điểm số 21-13. 21-14. Sau đây thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Vậy là sau khi đổi sân thì các vận động viên câu lạc bộ tổ 15 Yên Nghĩa sẽ ở gần màn ảnh chúng ta đang theo dõi. Bên kia sân là các nữ vận động viên Ba Vì. Và các vận động viên đã trở vào sân và chuẩn bị vào set đấu thứ hai. Tổ 15 Yên Nghĩa sẽ là đội được phát bóng trước ở trận đấu này. Trọng tài đang kiểm tra lại vị trí thi đấu của đội hình hai đội. Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Set 2 bắt đầu. Vậy là nỗ lực cứu bóng của tổ 15 Yên Nghĩa không thành công. Điểm số đầu tiên cho Ba Vì. Và xử lý tốt của số 9 Ba Vì. Bóng chạm chắn của tổ 15 Yên Nghĩa ra ngoài. Điểm số 2-0. Chắn bóng thành công. Điểm số cho Ba Vì 3-0. Điểm số cho Ba Vì, điểm số 4-0 rồi. 15 Yên Nghĩa vẫn chưa thể lấy lại được quyền phát bóng. Điểm số 5-0 cho Ba Vì. Dính bóng của Ba Vì và điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa. Cuối cùng thì Yên Nghĩa cũng đã có quyền phát bóng rồi và điểm số là 1-1, điểm số là 1-5. Chắn bóng hay. Tình huống chạm bóng của vận động viên áo số 8 tổ 15 Yên Nghĩa. Điểm số 2-5. Số 6. Vậy là Ba Vì đã có điểm số là 6-2. Những tình huống phòng thủ bền bỉ và có một đợt phản công tốt đã đem về điểm số thứ 6, điểm số rất quan trọng. Bóng đã rơi.
chơi ở phía cuối sân của đội Ba Vì. Điểm số cho tổ 15 Ý Nghĩa 3-6. Một pha bóng mà các vận động viên tổ 15 Ý Nghĩa phòng thủ nỗ lực đưa bóng qua lưới nhưng không thành công. Điểm số 7-3 cho Ba Vì. Điểm cho tổ 15. Điểm số 4-7. Bóng chạm chắn tổ 15 Ý Nghĩa ra ngoài sân. Và tiếp tục điểm cho Ba Vì 9-4. Xin lỗi, đó là điểm số 8-4. Vì đang có điểm số dẫn trước tổ 15 Ý Nghĩa, điểm số 8-4. Trận đấu tiếp tục. Bóng ra ngoài sân. Những điểm số của Ba Vì đã ghi được khá dễ dàng. Của các vận động viên. Quả bóng vừa rồi điểm số cho tổ 15 Ý Nghĩa 5-10. Đó được quả bóng của số 6 tổ 15 Ý Nghĩa. Bóng đã ra ngoài rồi. Và trọng tài xác định bóng ở trong sân. Điểm cho Ba Vì. Điểm số 11-5. Điểm cho tổ 15. Vâng, chính xác là trọng tài xác định bóng ở trong sân. Điểm cho Ba Vì 12-6. Ba Vì cố gắng cứu bóng trở lại sân nhưng không thành công. Vẫn là những pha bóng vướng khán giả, không thể cứu bóng được. Quý vị hãy thông cảm vì góc máy quay sân nhà thi đấu rất chật hẹp, cho nên vị trí đặt máy quay không được thuận lợi, hình ảnh không được đẹp như mong muốn. Quý vị hãy thông cảm. Bóng trong sân. Điểm số cho tổ 15 8-12. Ba Vì xin lỗi ý. Thank you.
Điểm số là 13-8. Điểm do tổ 15 Yên Nghĩa 9-13. David, như vậy tưởng chừng sẽ là một tình huống dứt điểm nhưng không. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa 10-13. Bóng ra ngoài sân, điểm cho Ba Vì 14-11. Chắn lọt xuống phần sân của Ba Vì. Vậy là tổ 15 Yên Nghĩa có điểm số thứ 12 rồi. Điểm số là 12-14. Tình huống phòng thủ không tốt. Tình huống chạm bóng của số 8 bên phía tổ 15 Yên Nghĩa ra ngoài sân. Điểm số cho Ba Vì 15-12. Bóng lại không thể qua lưới. Những pha xử lý không được tốt của tổ 15 Yên Nghĩa. Bây giờ thì Ba Vì có điểm số thứ 16. Điểm trang xét đấu sẽ là điểm thứ 21. Ba Vì đã giành chiến thắng ở xét đấu đầu tiên. Lúc này thì Yên Nghĩa cần phải thi đấu thật tốt. Bóng tiếp tục lọt chắn. Điểm số 17-12. Của tổ 15 Yên Nghĩa đã có pha đập bóng về cuối sân. Bóng chạm tay của vận động viên Ba Vì ra ngoài. Điểm số 13-17. Và tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp của số 8 Ba Vì. Xin lỗi, là số 8 tổ 15 Yên Nghĩa. Điểm số 14-17. Cầu thủ hay. Và bóng vừa rồi các vận động viên đã không thực sự tập trung. Điểm số thứ 18 cho Ba Vì, điểm số 18-14.
bóng mất bài. Điểm số 15-18. Một pha bóng khó nữa. Vậy là điểm số là 19-15 cho Ba Vì. Yên Nghĩa lại phải xin hội ý tiếp theo. Hai đội trở lại sân. Một pha bóng chạm chắn của Ba Vì. Tình huống chắn bóng phạm luật. Điểm số cho tổ 15 Yên Nghĩa 16-19. Ký hiệu của trọng tài là lỗi tấn công phạm luật của Ba Vì. Điểm số cho tổ 15 Yên Nghĩa 17-19. Yên Nghĩa xin hội ý, xin lỗi Ba Vì xin hội ý, nhưng trọng tài đã cho rằng Ba Vì đã không còn quyền xin hội ý rồi. Chắn bóng hay. Điểm số 18-19 cho tổ 15. Ba Vì chắn bóng tốt, điểm số 20-18. Thì vẫn là set boy cho Ba Vì. Hội chiến thắng của Ba Vì đang đến rất gần, còn một điểm số nữa thôi. Tuyệt vời, số 9 Ba Vì đã ấn định chiến thắng. Set đấu thứ hai là điểm số 21-18. Chung cuộc họ giành chiến thắng 2-0. Yên Nghĩa ở set đấu này cũng đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên thì cũng chưa đủ để đưa đội Ba Vì sang set đấu thứ 3. Như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng lại gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại.